Mọi người ơi, núm đây. Không biết ở đây có ai thấy thắc mắc với cái tên núm không hen? Có người bảo núm á, tên gì không lấy, tự nhiên đi lấy cái tên gì nghe kỳ cục, thô tục. Núm nghe mà núm mắc cười gần chết luôn á. Thiệt tình là trước giờ núm không nghĩ ra được là từ núm có gì thô tục luôn á. Núm là người miền Tây á, dân miền Tây từ xưa tới giờ hay gọi nấm là núm á. Mọi người thử về cái miệt miền Tây đi, thử coi có ai kêu nấm rơm không, hay là núm gơm. Dạo này mọi người thấy núm ăn nấm chân dài hoài hen. Tại nhà núm trồng nhiều loại, đợt này có hơn chục bịch nấm chân dài à, mà nó ra lai rai hoài. Vậy thì mình hái ăn hoài thôi. Mấy chị ăn chay trường thì thử trồng nấm đi. Núm nói thiệt á, trồng nhàn tên hà, mà có nấm hái hoài. Cứ hái vô làm tè le món luôn, ăn không biết chán luôn á. Hôm nay núm thử làm món mì xào nấm với sa tế nè. Núm thử dùng sợi mì spaghetti để xào, ai dè ngon quá trời quá đất luôn. Dùng cái sa tế XO này xào á, không có cay đâu, hơi the the hà, mà vị xả thơm dữ lắm. Có nhiều chị kêu nấm ra quá trời mà không biết làm gì ăn. Vậy nên núm mới ráng làm thiệt nhiều clip hướng dẫn để gợi ý món cho mấy chị nè. Mọi người cứ tự tin trồng thiệt nhiều nấm đi hen. Núm có đủ món cho mọi người ăn cả tháng không thấy chán luôn nè. Nè, nhìn dĩa mì ngon chưa nè. Nấm ngọt liệm à, rau củ giòn giòn, mì dai dai, sa tế hơi thơm the the, ăn cuốn lắm luôn á. Mọi người hái nấm rồi thử làm đi nha, đảm bảo ngon nhất cái nách.